mà ông má nó đưa hết kìa. Dạ. Đúng không? Đưa nha. Đưa, đưa hết, đưa hết. Đưa hết. Anh mỗi sáng phát. Bây giờ giới thiệu về mình nha. Dạ, chào anh Quyền Tiên, chào chị Cát Tường và chào tất cả khán giả đang ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lô Văn An và em là 29 tuổi và hiện nay em đang là nhân viên kế toán của một công ty tư vấn thành lập công ty. An, 29 tuổi. Dạ. Quê ở đâu em? Quê em ở Long An. Long An. Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Chào, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả ở trường quay, chào anh An. Em tên là Huỳnh Thị Kim Đan. Năm nay em 25 tuổi, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang làm nhân viên thẩm định ở một công ty tài chính ở quận 3. Em thì đang ở trọ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hay quá. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Đăng? Dạ, ưu điểm của em là hay cười, siêng năng, biết nấu ăn, có trách nhiệm trong công việc. Nhược điểm của em thì là em hay suy nghĩ nhiều, nhiều khi suy nghĩ tiêu cực nữa, rồi cũng hay khóc. Nghĩ rồi xong rồi mình ngồi mình suy nghĩ gì, ví dụ nghĩ là nghĩ gì em? Nghĩ kiểu như hồi xưa mẹ mình thấy khổ quá vậy cái khóc. À vậy hả, là ngồi nghĩ về chuyện xưa chuyện nay rồi khóc vậy hả? Dạ đúng rồi, nghĩ tùm lum la. Mấy lúc khóc đó rồi ai dỗ? Tự nín. Khóc không mệt tự nín. Dạ đúng rồi. Suy nghĩ tích cực á, mai mốt mình giàu cái mình cười à. Có không? Có nào nghĩ mà chồng em mốt chắc mình giàu quá cái ngồi cười của mình không? Dạ có chứ. Có không hả? Rồi bây giờ anh trai, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là cần cù kiên nhẫn, biết ca hát và biết hội họa. Ca hát hội họa nữa. Quá dữ. Rồi, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là còn chậm và chưa được tháo vát trong cái việc nhà. Việc nhà không tháo vát, việc cơ quan có tháo vát không? Perfect hả? Perfect hả? Vậy cũng được. Bây giờ hát bài gì đó tặng bạn gái cho nó không khí thôi. Em xin hát bài Ngày Xuân Vui Cưới, thì năm mới cũng sắp đến rồi, gửi tặng cho bạn gái và tất cả khán giả trường quay ở đây. Ôi vui quá xa bà con ơi, nhà trai mà hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát có bền lâu, ta hát cái xuân về cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói ông thầy tan, có tính cái năm này cưới luôn cho thằng xéo. Anh tính cho đầu tôi anh mừng xuôi ngang. Người ta hát bài vui người ta cười cho nó banh cái miệng lên. Hát bài vui, ôm vui quá xá là vui. Đàn trai đàn gái ai nấy đều vui. Anh ơi, hồi hộp quá. Em phải vui lên chứ, đúng không? Rồi. Bây giờ tới mình cô gái nè. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ em chỉ đơn phương một người thôi. Bao lâu rồi em? Dạ, từ hồi em vô công ty tới giờ chắc cũng được hơn năm rưỡi. Một năm rưỡi, một năm rưỡi, một mối tình đơn phương. Dạ. Ai vậy? Người nào vậy? Dạ, sếp em. Hả? Trời ơi, vô công ty yêu sếp luôn hả? Rồi sếp có biết không em? Dạ biết. Biết. Dạ. Phản ứng của ảnh sao? Ảnh chỉ xem em là em đồng nghiệp thôi. À. Bữa nay em lên đây là sếp em biết không? Dạ biết chứ. À. Còn khuyến khích em đi nữa mà. Tại vì anh muốn nhẹ nhàng á. Rồi lý do tại sao mà bao nhiêu đây rồi, bao nhiêu tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ chắc tại lúc trước là đi học là lo học thôi, sau đó là ra làm. Mà do chắc phong cách mặc đồ của em á, mặc quần tây áo trắng con trai nó không thích. Ờ bên đây nghe. Ôi, chàng trai bên kia nghe cảm thấy thế nào? Bên đây nghe khoái. Bây giờ mình nói chút xíu tình trường, bên kia chưa có mối tình nào. Em mấy mối tình rồi? Nói thật với anh đó. Ừ. Em 29 tuổi bây giờ chưa có mảnh tình dắt dai nào anh. Hả? Em có gì đơn phương giống như bên kia không? Thì cũng có, nhưng mà chưa kịp thổ lời thì người đó đã về quê. Trời đất ơi, hai người này sao lạ ta. Ủa mà 29 tuổi rồi mà anh không cua được ai hết trơn á anh? Đúng rồi, dạng như là em là thuộc ngữ cái toán là hàng tồn kho, khó bán á thì. Bây giờ nè, em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, một người đàn ông hiền lành, có giọng trầm ấm, biết lo lắng, quan tâm cho gia đình. Nãy giờ nghe giọng anh có trầm ấm không? Dạ ấm. Ấm à hả? Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không có thích nói chuyện với người con gái khác á. Trời ơi. Trời ơi, ủa cô ghen dữ lắm hả? Rồi thí dụ như bây giờ em, hai người yêu nhau mà rủ em lỡ, em thấy ảnh đang đứng chọc ghẹo cô nào thì em làm sao? Xử lý sao? Thì em im lặng thôi, không nói chuyện. Không nói chuyện? Dạ. Vậy cũng đâu có ghen khó gì đâu. Cái càng khó lắm á. Bên đây. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em á là khuôn mặt dễ thương, thân hình cân đối, cao 1m55 trở lên. Tính tình phải hiền lành, biết kính trên nhường dưới, biết nói ăn càng tốt. Tiêu chuẩn cũng cao quá ha. Bây giờ lên coi qua coi tiêu chuẩn của em như thế nào nha. Thử coi hợp với bên đây không? Quốc Hà. Ngoại hình cân đối. Dễ thương. Có đủ.
khó đủ hết trơn á. Anh đưa ra tiêu chuẩn vậy em thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu? Dạ chắc 90%. 90% hả? Dạ. Em ghen vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là mình quá ghen không? Thì em cũng nghĩ là em ghen quá, nhưng mà chỉ trong suy nghĩ em thôi, em đâu có làm gì ảnh không đâu. Suy nghĩ vậy nó khổ cho mình. Dạ. Ta nói chuyện kệ người ta chứ. Nhưng được. Mà không suy nghĩ không được. Tại mình thương người ta mà. Tại mình thương người ta mà. Đó khổ của mình đó em ơi. Càng ghen mình khổ luôn á. Được rồi đó, anh thấy ổn, dễ thương. Ngoại hình vô cùng cân đối. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ nếu như mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Chắc 2 năm nữa chị. 2 năm nữa? Dạ. Sao lâu vậy? Tại mình phải để dành tiền chứ. Để dành tiền chứ, đàn ông. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ ruột của em, anh họ với bạn đồng nghiệp của em. Rồi, cho chị gặp mẹ em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị có mặt trong buổi từ trường quay hôm nay. Thì đến đây thì cũng như là một cái duyên. Cuối cùng thì cũng do quyết định của cái ý của con. Có đòi hỏi gì chàng rể tương lai không? Không, không đòi hỏi gì. Nói vài câu đi cô. Dạ, con nghĩ rằng con chưa được hoàn hảo. Nhưng mà con cố gắng sẽ đem đến hạnh phúc cho con gái của cô. Cô cảm ơn. Rồi, ta đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em và những bạn đồng nghiệp của em. À, cũng có mẹ nữa, cho chị gặp mẹ. Dạ, chào cô. Chào cô à. Xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của An. Dạ. Cô thấy bạn gái bên này là như thế nào cô? Được, thấy cũng chị dễ thương. Dạ, mấy bút về ở chung với nhau được cô ha. Cũng muốn cho hai con được tiến tới. Nhà trai á đứng lên lại nhà gái mình nói vài câu đi cô. Đó, hai bà xui tương lai biết đâu à. Đứng bà giữa mình bắt tay nhau đi. Đi đi. Cũng nói là giờ hai con nó gặp mặt thì cũng nói với chị đây cho hai con nó được hẹn hò rồi chuyện tiến tới con dẫn hai con. Dạ em thì cái ý em cũng giống như chị, thì dầu sao đây nữa thì cũng quyết định do hai cháu chứ mình quyết định thì đúng nó rồi. Cũng không có đúng hai rồi. Hai bên tương lai ôm nhau một cái thì cho nó tình cảm. Rồi cảm ơn hai nhà trai nhà gái nha. Hay rồi, hôm nay là rất là tuyệt vời, có gia đình hai bên luôn. Bây giờ quan trọng là hai trẻ mình kéo màn lên mình làm gì đó, mình nói gì đó ha. Rồi hôm nay vui quá là vui, kéo màn. Dạ em cảm ơn. Bức tranh nó làm sao nói cho cô nghe biết đi. Bức tranh này anh đã thức trắng mấy đêm để dễ tặng cho em đấy. Quay xuống dưới cho khán giả coi với em. Vậy là khéo tay lắm ha. Dạ. Thức trắng mấy đêm nữa. Dạ em cảm ơn. Thì em quan niệm như thế nào về tình yêu? Tình yêu thì cần phải sự chân thành. Nói như chân thành, đừng có lừa dối nhau là được. Với lại là phải thương nhau. Dạ. Thương gia đình của nhau. Thì anh có định góp nhà ở trên thành phố không? Góp nhà? Dạ đúng rồi. Tức nghĩa là hai người góp sẽ khỏe hơn một người góp. Đúng rồi. Em có bằng lòng ở chung với mẹ anh hay không? Dạ được, bình thường. Nói chung em rất là thích là được chăm sóc người khác. Nói chung là vậy. Em ý là không cần mua nhà nữa, không cần góp nhà, anh có nhà sẵn rồi. Ủa, anh có nhà trên đây luôn hả? Đúng rồi. Vậy hay khỏi. Tiền bạc giao cho người cổ giữ thôi, mình giữ. Nếu được thì anh sẽ giao cho em giữ luôn. Cụ thể bây giờ một tháng ví dụ em làm 10 triệu, em giữ nhiêu? Giao nhiêu? 10 triệu hả? Em giữ 5 triệu thôi được rồi. Trời ơi, đủ ông xài gì 5 triệu chứ vậy ông? Em dám được không? 5 triệu được không? Dạ được. Trời được luôn. Cô này dễ giữ với em, bình tĩnh nè, nói tới bình tĩnh nghe, mình phải có giá của mình chứ. Về chưa gì? À về đưa hết hả? Mẹ nói đưa hết kìa, thấy không? Mà ông má nó đưa hết kìa. Đúng không? Đưa nha. Đưa hết. Anh mỗi sáng phát lương cho anh là đủ tiền ăn sáng được rồi, xăng dầu là được rồi. Được. Sáng không? Em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Trời ơi, khỏi tiền luôn. Khỏi phát tiền luôn. Xong luôn. Sáng em nấu cơm, pha cà phê anh. Rồi, xăng em xách em đổ sẵn rồi anh cứ đi thôi. Đúng không em gái? Dạ đúng rồi. Cũng lo hết rồi. Tiền mẹ. Thôi rồi. Rồi. Bây giờ mỗi người một câu thật tình cảm nha. Rồi mình tiến hành thủ tục. Suy nghĩ thật kỹ. Em đang suy nghĩ điều gì trong trái tim của mình, có rung động hay không? Hãy nói với em gái. Anh nghĩ rằng em rất hợp với anh. Nếu như mà em cho chúng ta cơ hội thì anh tin rằng chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Rồi hết thời gian. Rồi, hôn nụ hôn đầu tiên chứng kiến mọi người luôn nha. Rồi bây giờ nãy giờ mình nói chuyện vui ha. Bây giờ mình lắng lại 30 giây, nhắm mắt lại đi các bạn.
Nhớ nha, kiểm tra thật bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu với nhau để tiến tới hôn nhân. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi, tay nhau đi. Nắm chứ phải bắt. Hợp lắm á. Đấy, thủ tục của chương trình. Dạ xin phép. Phép gì nói lớn lên. Dạ con xin phép mẹ trong hôn. Quá dữ luôn đó. Mẹ gật đầu chưa? Đó gật đầu rồi. Khởi luôn. Từ từ nha, để nguyên nha. Chừng nào tôi nói buông là buông nha. Bắt đầu. Bắt đầu. Để nguyên, để nguyên. Để y nguyên. Đúng rồi, đúng rồi. Đó chưa. Nói với thật rằng không có mỏ mép ở đây, không có mỏ mỏ cách để chinh phục con đâu. Nhưng mà đây là những người không nghĩ rằng rất là chinh phục và thật là dễ thương với con. Tôi thấy là con hơi mạnh mẽ hơn, và bao cả nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn thôi. Chứ này nữa, các cô đã cảm hát, không được đó. Thầy cô đi hát đó. Thế được ạ. Thiệt thòi lắm đó con. Mạnh mẽ như chị Lan, khổ lắm. Thử mày làm gì mà cửa. Mấy con số đâu?
Người ta mới xịn, người ta quay đẹp đó. Về làm mình nha. Nhớ live stream kéo từ đây vô tức là chúng ta ăn được rồi để đi nha. Rồi thôi, mặc dù mà không có bóng lúc nhưng mà chú thấy hai lúc rất là vui vẻ, cố gắng mình làm lại thì làm được không, khi nào có tình yêu thì giữ hình, nếu không yêu cũng được. Em nói thiệt nha, chú thấy hai lúc rất là vui vẻ. Đây là món quà có gì tặng trước đi, món quà của gia đình, về giặt quần áo, rửa tay, rửa chén, nhớ chú Quỳnh Linh được rồi. Này chú tự quậy tự bán. Quậy bậy bạ. Đây quà của bạn trai. Xuống giữ cái lời thơm để nhớ bạn gái. Cũng như tập dài tập áo nữa. Giữ hình thì nào nữa. Gì đó. Thuộc thật. Hoa lạc. Đúng ngọt. Rồi. Con gái cũng quá cá tính đó, quá mạnh mẽ luôn. Bây giờ sao ta? Nhưng mà Lan vẫn hy vọng rằng là khi bước xuống sân khấu cùng hai bạn sẽ có cái điều kiện nó gần hơn để mà chia sẻ được với nhau và bạn trai sẽ cua được bạn gái những vị trên này. Hai cặp đôi ngày hôm nay nó có cái gì đó đúng sao á, thật ra cặp nào mình cũng muốn họ bấm nút lên á, cặp đầu tiên cũng vậy nữa, một cô gái mạnh mẽ chàng trai cũng rất là lanh lợi gì kia cũng có cảm xúc với nhau, nhưng cuối cùng họ lại bấm. Thật ra mình cũng muốn cặp đôi đầu tiên bấm nữa, có mẹ chồng đúng rồi, tuyệt vời, đúng rồi, cũng vậy, rất là ok với nhau. Nhưng mà cuộc sống đôi khi mình muốn nó không được, quý vị đôi khi là cái duyên á. Có biết đâu hết cái chương trình họ cũng có cái duyên nhau, giống như cặp đôi vừa lên vừa mới nói họ bấm nút nhưng họ đã vui nhau. Rồi chúc cho cặp đôi luôn gặp được một bữa mặn ghét của mình, chúc cho các chúng ta luôn luôn bình an và hạnh phúc. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ sống với chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.